Hello cả nhà nha. Bây giờ thì anh Tuấn Lai Cam sẽ đi hái đu đủ đúng cái mà cho cả nhà Tối giờ em bây giờ luôn Bây giờ thì anh ấy đang đi tới cái đu đủ để hái trái nha mọi người. Không biết biết hái không nữa. Trời lúc này là đang mưa luôn nè. Ngập nước luôn. Bật đèn mờ lắm. Cô gái đang gọt lu đủ nha mọi người, làm mắm tép. Thank you.
Thấy ngon không cả nhà? Bỏ bột mì vô nha. Để bột mì cho nó giòn cái. Không, sáng mà đâu em đứng bên nó đấy, đứng bên nó đấy. Chủ kênh nói đi. Bảo đủ trộn mắm tép nha cả nhà. Có nhạc mà nói gì đó. Ừ. Ừ. Con cũng bỏ à? Không nhạc này đâu sao? Quay chụp không. Mình làm vlog là phải chịu khó. Tin tức cứ ngồi chỗ chơi thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trọng quá anh ơi. Nhiều sao nó đủ không được vậy? Con bé cái này hơi nhỏ. Ngon không? Để có lạc. Có lạc thiệt chị ơi. Dạ anh đi. Mắm cho con lạc. Mắm cho con lạc. Có lạc đó. Trời ơi, dành ăn. Cái này hồi nãy người ta trộn là thấy nước mắm này nè. Người ta mới uống vô đu đủ trước. Đường nước mắm trước. Rồi ta mới để tép vô. Nó mới thấm đu đủ. Nghe đủ. Còn trộn vậy nó đâu có thấm. Mắm vô nó không đẹp lên. Lắc tao đi nào. Bây giờ có giờ cũng phải lắc đi. Thôi, cái đường nó đi. Đi bắt đường mà thêm nước mắm thêm hoài luôn. Sáng luôn. Coi như thành phẩm đã xong nha các bạn.